kỷ niệm 100 năm thành lập. Kansai Paint sáng tạo ra những dòng sơn mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Hãy tưởng tượng loại sơn nào có thể được tạo ra trong 100 năm tới. Loại sơn giữ được sự sạch sẽ sau 100 năm. Loại sơn với đặc tính tự phục hồi một cách tự nhiên, hay một loại sơn có thể tạo nên nụ cười của trẻ thơ. Tập đoàn Kansai Paint cùng những đồng nghiệp của chúng tôi trên toàn cầu luôn tâm niệm về sự phát triển của sơn trong tương lai. Anytime, anywhere, for anyone. Kansai Paint.